này IKT sell rất là nhiều giống cây trồng và hoa nhé thì trước mặt cô chú anh chị đây những bụi hoa này thì em sell đồng giá tất cả là 25 đồng một chậu nha cô chú anh chị ai thích trang trí nhà cửa thì có thể tới IKT để ủng hộ những cái chậu hoa rất là đẹp cô chú anh chị ạ tiếp theo đây là một cái chậu lá màu em cũng sell đồng giá là 25 đồng một chậu mai chiếu thủy 80 đồng một chậu bên cạnh đây là những cái cây thanh long thì em sale thanh long là 15 đồng một chậu thì những cái cây mà có hai cây trong vòng một chậu đây thì là hai chục đồng nha cô chú anh chị đây là hàng collection là cái hàng mà giống như quý hiếm đó thì đợt này em còn lại một ít thì em clear luôn cho nó sạch sẽ chỗ này đấy em để những cái cây khác thì ai mà thích những cái cây thanh long này thì có thể liên hệ với em nhé. Còn đây là cây điên điển, hai chục đồng một cây. Cây bông điên điển đó cô chú anh chị. Cây nó cũng dễ thương lắm, và bông có thể ăn được nhé, màu vàng. Tiếp theo đây là bông màu tím linh, linh xàm hạt gạo. Linh xàm hạt gạo đó cô chú anh chị. Thì em sale là 100 đồng giá pick up. Còn ship đi thì là 120 cộng với phí ship nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị tiếp theo đây là một cái bông mà em không biết tên, em sale là ba chục đồng một chậu cây mận ní là 15 đồng một cây à, 20 đồng một cây mua hai cây là 30 còn đây là cây đu đủ thì 50 và 20 em này là cái em hoa thì là 25 đồng có màu vàng và màu rainbow bầu nữa này cô chú anh chị hoa này là hoa sứ cùi á còn đây là những cái chậu hoa lài thì chậu lớn là 40 đồng chậu nhỏ thì là 30 đồng nhưng mà Đợt này em sale đặc biệt cuối tuần là 25 đồng cho chậu ba Can lông nhá, Còn chậu to xung xuê này là 40 đồng nha cô chú anh chị. Ai thích chậu to chậu nhỏ thì cứ tới IKT. Đủ size cho cô chú anh chị lựa chọn. Và bên đây là cái cây củ chuối. Bây giờ nó đâm tượt ra rất là nhiều. 15 đồng một chậu. Củ riềng thì quá trời cây con cô chú anh chị ạ. 15 đồng một chậu củ riềng. Bây giờ về tách ra trồng tiếp tục được luôn nha cô chú anh chị. Cây khỏe mạnh, cứng cáp. Còn những cái em lá lốt là 5 đồng một chậu. Khỏe mạnh và tươi đẹp cô chú anh chị ạ. À? cây mía ông địa này là em sale 25 đồng một chậu cho pick up còn ship đi là 30 trụ đồng với delivery là 30 trụ đồng nhưng mà chưa có phí ship nha cô chú anh chị. Nếu ai muốn ship thì cộng thêm phí ship. Còn cái cây thì có cái cây hai hai cây luôn đó cô chú anh chị. Cái cây này nó phát triển rất là nhanh. Ngoài ra bonsai ở trong vườn thì có nhiều loại nhé Ví dụ như là có cây ổi kìa À đây nữa cô chú anh chị ơi Lá dứa thì em xeo chậu một hay là hai cái lông này Đây là 15 đồng có rất là nhiều cây lớn nha Thì cô chú anh chị tới cứ lựa cây to thôi Còn cây nhỏ nhỏ thì cứ để cho em Em dưỡng không vấn đề gì hết Đây này cô chú anh chị những cái chậu mà chậu cũ của em em có ghi giá rồi thì vẫn là như vậy Còn những cái chậu mới này về đây thì là em sale hết là 15 đồng một chậu có rất là nhiều cây to khỏe đẹp lắm luôn có một mớ thôi không có nhiều còn đây là cái cây bonsai hoa bông giấy màu tím thì cây này là hai trăm rưỡi nhưng nghiêng vành nón lá đấy còn cái em này là cái em là cây bông bonsai một trăm rưỡi và cái em này là em Dona dona tree đấy ve đấy cây này cũng đẹp lắm luôn á Cây này là cây lớn nha cô chú anh chị Ai thích cây đấy thì rước về luôn Bên cạnh nó là em có một số loại mãng cầu như là do thái xanh và ly xà Giờ cái cây này nó lớn lắm luôn rồi đấy là Em vẫn sale với cái giá là 45 đồng nha cô chú anh chị Ngoài ra thì em có cây đậu đậu que này 10 đồng một chậu này Cao qua đầu em mà đang có trái Cây này giờ mua về là ăn luôn á Em em này là em rau rau giúp cá này 3 đồng một chậu, còn cái em này là 10 đồng 3 chậu. Rồi cái em bông này là dạng thuộc họ nhà cẩm cù. trồng ờ, ở cái chậu nó rủ xuống đẹp lắm luôn cô chú anh chị ạ, 15 đồng một chậu nha. Hình như em này trồng ở trong nhà hay sao ấy này. cái này thì em chưa có nghiên cứu. Nếu mà ai thuộc rõ về những cái dòng cẩm cù hay là cái dòng chậu mà chơi hoa này thì cho em xin comment ở dưới nhé. Cái cây này em thấy đẹp lắm. Nhìn dễ thương vô cùng, còn có một cái cây mà nó có hình con cá các cái bông lên nè thì cái lá nó hơi khác một tí nó ra bông hình con cá đó dễ thương hình con cá đô phình đấy là con cá voi đó thì cô chú anh chị nào thích thì tới ủng hộ ikt nha ngoài ra thì em còn có một cái bông này nữa chưa có nở bông thì cũng xeo luôn là 25 đồng đợt này bông hoa này em xeo rất là nhiều luôn còn ớt thì có ớt siêu cay thế giới rồi ớt chỉ thiên rồi ớt thái cái này em có năm sáu loại ớt khác nhau đây em sale là 15 đồng một chậu nha cô chú anh chị bây giờ những cái ớt này có trái có bông hết rồi và đặc biệt không thể nói không thể không nói tới cái em táo tàu dia xích xích em có một mẻ những cái em này em sale bốn chục đồng nha có cây có trái nè cô chú anh chị ạ cây này thì em sẽ ship uh, riêng nha một chậu ship thì thêm bốn chục đồng nha cô chú anh chị còn có những cái cây mà của chai chi cổ này Cây chi cổ em phát hiện ra em có 3 cây Đang có trái thì em sale là 100 đồng một cây Còn em sẽ giữ lại một cây đấy Nghĩa là giờ em còn hai cây thôi Đây cây này đang có trái này Cũng đẹp lắm luôn đó Đang có trái nha Xem nào Lại chi cổ nữa này cô chú anh chị Wow em có thêm mấy em chi cổ này nữa, nữa. Chi cổ nữa nè Ai mà thích chi cổ gọi ngay cho em nha và bên đây là những cái em GA66 Size lớn hơn là 80 đồng Có cây có trái luôn đó cô chú anh chị ạ à. Cây bự hơn cái cây kia nhiều Thì cô chú anh chị nào ở gần đấy Muốn mua giúp bà con cô bác phương xa đấy Thì cứ tới nữa đi Đây nè cái cây này trái nhiều quá 80 đồng luôn còn một em chi cò này thì em giữ lại để em làm review. Thực ra thì... Ừ, nhà em có rất là nhiều cây giống đấy mà bận bịu không có soạn ra thôi chứ giờ em soạn ra một mẻ tiện đây là em cũng uh, chia sẻ với cô chú anh chị luôn ai thích cái size to thì lấy còn ai thích cái size nhỏ thì 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 cũng tới luôn ủng hộ em với nhá em cảm ơn rất là nhiều ở đây thì có rất là nhiều cây uh, dây xích xích đang có trái cô chú anh chị ạ cây nhỏ thì bốn chục cây to thì tám chục à, thì cô chú anh chị tới sớm thì nữa những cây có trái sớm nha tại vì cũng có một số cây nó không có trái và một số cây có trái thành ra là cũng khó cho em lắm phớt xong phớt không phớt sớm là đến sớm thì nửa cây sớm đó thì em không giữ được nếu mà muốn giữ thì trả hết tiền thì em mới giữ hàng nhé cô chú anh chị đợt trước thì em cứ giữ 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 rồi tự dưng là chẳng thấy người tới lấy hàng tiền thì không trả thì lúc đấy cũng tội cho em lắm mùa hè oi nóng nên là khách hàng thì rất là chậm vì thế cô chú anh chị thông cảm, nếu mà muốn mua cây của em thì trả hết tiền giúp em, em mới giữ cây cho nhé Còn bên cạnh đây là những cây xoài Thì em có rất là nhiều loại xoài khác nhau Rồi giống như là cái cây xoài này là xoài gì Siêu giòn siêu ngọt này, gốc bự 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 này Một trăm rưỡi, rồi nam đốc mai Rồi đài diamond Cái hạt nó nếp kẹp mà ăn rất là thơm ngon nha cái vị của nó cũng giống như là nam đốc mai number no. four và cái cây đấy thì là cái cây lùn chứ không phải là cây cao cô chú anh chị à đây là cái cây maha chan lốc này cũng một trăm rưỡi luôn nghĩa này em có giá giá này sai này cây rất là nhiều sai chậu khác nhau nha cô chú anh chị ai muốn mua cây như thế nào thì cứ tới cái tin lựa chọn nhiều cô chú anh chị gọi điện cho em xong cái em lu bu em quên thì xin để lại tin nhắn giúp em nhé cần những cái gì để lại tin nhắn giúp em thì xong công chuyện này em sẽ gọi lại đây này có những cái cây mà gốc à phan sổ đẹp chưa đó cao ráo đẹp mà cái giá thì cũng ok lắm có trăm rưỡi một cây thôi cô chú anh chị nào thích xoài thì cứ tới ikiti ủng hộ vì bản thân em đã thí nghiệm trồng xoài thẳng xuống dưới đất rồi ok mà ra trái rất là nhiều đấy cô chú anh chị ạ em sẽ quay chậm 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 cho cô chú anh chị ngắm những cây xoài nhé còn bên đây là những cái cây xoài mà trong chậu ba ga lông gốc cũng to lắm nha chứ không có nhỏ đâu ví dụ như cây xoài này này đấy to hơn cái ngón tay cái của em mà cao tận tới 4 feet luôn cây này thì em đang sell là 60 đồng nhưng mà cô chú anh chị nào mà cái đợt nóng bức này, oi này thì đang chậm mà buôn bán đang chậm đó, thì tới mà lấy một lúc 10 cây thì em có giá đặc biệt nha chứ lấy một hai cây thì thông cảm tại vì giá này của em đã là sell rồi mà cây rất là khỏe mạnh ở đây có rất là nhiều giống xoài giống như là xoài thái xanh này ăn giòn ngọt rồi xoài ăn chín này ở đây nó có rất nhiều loại xoài khác nhau Mugunsi, Brand Kai Miu, Keo Sầu Voi, Sugar Love Nó nhiều lắm Đây như cái cây Kunsi này đây Cũng cao ráo rất là đẹp luôn Và em xem là 60 đồng rồi Nếu mà cô chú anh chị mua từ 10 cây trở nên Thì em sẽ có giá đặc biệt Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều Còn đây là những cây cây ổi nữ hoàng đẹp khỏe sum xuê nói chung là em dưỡng cũng cả năm rồi đấy chứ không phải là để... một hai tháng gì đâu cô chú anh chị ạ cái công chăm sóc bỏ ra cũng rất là nhiều thì em xeo là bảy chục đồng một cây có cây đang đậu trái non nha cô chú anh chị cây này nó đang ở trong cái chậu 15 năm cân lông thì cô chú anh chị về chỉ việc tưới nước thôi phân bón rồi này kia kia nọ là em cho hết vào ngon lành rồi đấy chỉ có tưới nước và chờ ăn trái thôi nha cô chú anh chị ơi Ngoài ra thì em có rất là nhiều các loại ổi khác nhau. Bây giờ em sẽ đi xeo một dãy. Ví dụ những cái cây sung này đây đang có trái là 25 đồng một cây. Đó. Các loại sung luôn cô chú anh chị có trái hết rồi đấy. Ai mà thích ăn sung thì cứ tới rinh về thôi. 25 đồng một cây sung. Đó, trái 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 này đợt này ikt có nhiều cây có trái mà giá rất là hợp lý nha cô chú anh chị trái trái không à hai năm đồng một cây Cây này tiền ship sẽ cao hơn tiền cây rất nhiều nha cô chú anh chị vì nó cao đến 5 feet á. Còn đây là những cây kỳ tử đang có trái cũng 25 đồng một cây nha cô chú anh chị. Ở đây thì có nhiều cây lắm, 25 đồng một cây này. Đó, cô chú anh chị lựa chọn và nhớ quay cái thác tránh nhầm lẫn. Và đây là những cây ô liu cũng 25 đồng một cây. Đặc biệt là những cái cây dâu mà giống như raspberry này đây là em sale 50 đồng một cây. Gốc to nha cô chú anh chị gốc to lắm em treo là 5 triệu đồng một cây đấy, đấy cho cô chú anh chị ngắm này, cái trái nhìn ngộ lắm dễ thương lắm, cái lá thì giống như lá nho mà cái trái thì nhìn giống như trái raspberry đấy, raspberry cái trái đỏ đỏ mà cốt cô nó hay bán cô chú anh chị, đây nữa này, còn đây là một cái dãy là mấy em 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 gì em hồng em hồng có trái em hồng đấy, mình đấy có trái thì em sale là bảy chục đồng một cây nhé, có nhiều cây rất là đẹp, rất là to, thì cứ ai tới trước là nửa cây to trước thôi, cây nào cũng có trái hết rồi. trái ở trên 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 cây rồi nha cô chú anh chị. đó, trái trái nè, trái nhiều lắm luôn đó cô chú anh chị. À? cô chú anh chị tới nửa vì hồng giờ có trái hết rồi, bảy chục đồng một cây, trái đầy luôn á, có cây này to lắm luôn, cây này à em cũng để đem xeo luôn là bảy chục đồng luôn cây này bự lắm cái này này cây này này đấy cây duy nhất một cây to như này thôi đấy ai mà muốn cây này thì nhanh tay hốt luôn đó có trái không à toàn trái là trái tên là trái không á đào nùn thì xeo bốn chục đồng đấy. ở đây em có ba cái chậu bông lan thì trước mặt cô chú anh chị đây là lan úc cũng rất là thơm cái bạn này đây thì khi mà bạn mới chớm nở ra đấy thì bạn có cái màu xanh nhìn lạ lắm và cái mặt bông là màu đỏ nhé. Nhìn rất là rõ rệt nhưng mà chờ khoảng bạn nở ra 5 ngày ấy thì là cái bông là màu vàng chanh. Còn cái bé này đây thì là cũng rất là thơm mà cái màu thì nó khác hơn cái kia một tí, nó là cái màu vàng. Và bên này là những cái cây cây hoa thì em đang sale là 25 đồng một cây nhé. Cô chú anh chị tới ủng hộ ti nha cô chú anh chị ơi IKT có thêm những cái loại mận mà bây giờ trong vườn nó mới chịu ra trái nha cô chú anh chị. Thành ra là giờ ra trái rồi thì mình mới biết là cái trái mận của mình nó ra làm sao. Thì cái cây mận này đây thì được một ông anh trong nghề chơi cây mận anh ấy nói là nó là duck dragon. Tại vì nó rất là đen, cái trái nó rất là đen thì gọi là duck còn dragon thì không biết tại sao là người ta đặt tên là dragon thì em không biết nha. Nhưng mà cái trái nó rất là đặc biệt và đây là cái trái non, cái đít của nó hơi hồng hồng mà nó rất là chắc nha. Em nghĩ cái độ giòn của thằng này là thôi là giòn cấp độ 1 luôn đấy. Cái kiểu mình nhìn cái trái mình feel được cái cảm giác là cái thịt nó rất là chắc và rất là giòn. Và cái trái sai lắm luôn của chú anh chị ạ. Nhìn dễ thương mà nhìn cái độ nó ba cái độ nó bám lên trên cái cành khó mà rụng trái lắm nha. Cô chú anh chị nhìn này, nó dễ thương vô cùng. Thì cái cây này em duy nhất có một cây thôi rất là to và sum xuê. Em sale là 700 đồng nha. Cái này nó cũng rất là nắc đi vì em là người rất là siêu tầm mận. Rất là thích siêu tầm mận. Thành ra là giờ là trong vườn nhà em nó mới chịu ra bông ra trái đó. Mình mới biết là cái trái mận của mình nó như thế nào. Thì cũng rất là vui vì đợt này uh, Ikiti đã được một số cây ra trái. Thì mang lên khoe với cô chú anh chị. Và cái cây mận này là mận đường xanh bánh bao này cái trái nó là giống y cái trái giống y cái bánh bao luôn, nó chắc thịt vô cùng mà không có hạt. hôm nọ có một trái nó hơi lớn, em đã thử rồi đấy. mà cái cây này em có ba cây thôi, em sale là ba rưỡi một cây, thì em sẽ giữ lại một cây để em nhân giống. còn cái thằng này đây là em đường xanh đít hồng nha. tại vì nhà em bây giờ mận xanh là có đến mấy loại mận cơ, thì cô chú anh chị nào mà thích mận xanh thì tới ủng hộ cây ti nhé. Đó, cây đấy thì 300 Còn em này là mận à, An à, thái xanh nhá Trái dài Thì cái bạn này thì Nó ở trong vườn nhà em Từ ngày ở nhà em cho đến ra ngoài vườn đấy Về 2 năm hơn rồi đấy Cây giờ nó rất là to, sung xuê Em xeo là 400 Cây này thì em có cái cây lớn hơn rất là nhiều Thế nên là em mới cho bé này đi làm dâu Cây này thì cái trái của nó bây giờ nó chưa chín hẳn đâu Nhưng mà nó có cái vị chua nhẹ này Xong nó giòn lắm, chua chua ngọt ngọt rồi đấy Còn nếu mà để cho nó chín Chín hẳn thì nó này trắng rồi đấy Thì nó ngọt nịm mà Cái thằng này ăn rất là hay Đó, cô chú anh chị nhìn này Cây sai trái và rất là đẹp luôn Xanh xanh giống như màu xanh ngọc bích ấy. Bên này nó vẫn còn tiếp tục ra bông đó cô chú anh chị ạ Tròn tàn mà to nha Chứ không phải nhỏ đâu cô chú anh chị ơi Còn bên này á Là cũng một em mận đường xanh đít hồng hồng đó Đây Cô chú anh chị nhìn này Trái nhiều lắm quá trời trái luôn đây thì cũng là cảm ơn mấy cái anh nhân viên trong tiệm chung tay góp sức thì mới có những cái trái mận và những cái cây mận có trái này gửi tới cô chú anh chị và các bạn đấy đây nữa là cô chú anh chị và các bạn ơi trời ơi chùm 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 chùm, chùm luôn mận này cô chú anh chị nhỉ cái loại mận này nhá cái trái này á cái xếp của nó giống như là mận tam hoa xanh nhưng mà cái trái nó nhỏ hơn mận tam hoa xanh nha còn em này là mận đường xanh bánh bao này em có ba cây thôi em không có nhiều nó nhìn <laughs> dễ thương vô cùng nhìn uh, yêu lắm chỉ muốn uh, nói chung là muốn ăn <laughs> nhìn chỉ muốn làm thịt <laughs> nghe thấy ác quá của chú anh chị nhỉ mà nhìn ngắm thôi đó dễ thương lắm thì uh, cô chú anh chị nào còn thiếu cái giống mận đường xanh bánh bao này thì tới igt nha tất cả các loại mận xanh là 300 chỉ có cây mận đường xanh bánh bao là ba trăm rưỡi với lại cái cây mận uh, an thái xanh đấy to đấy thì là 400 còn em sóc trăng này đây sum xuê có trái luôn nó cô chú anh chị ạ 300 đồng nha có trái có trái rồi đó em quên em không có vạch cái cái tán lá ra à, tại nó thằng này nó, nó um tùm quá nó che rồi đấy còn ai có nhu cầu thì cứ tới ikt chọn bên này là cũng là đường xanh luôn đây cái trái này là nó lớn lắm luôn chứ nó không có nhỏ đâu cái xếp của nó giống như là mận xanh tam hoa đấy đấy cô chú anh chị nhìn này nhìn dễ thương vô cùng đó 300 đồng em này thì đường xanh đít hồng hơi hừng hơi ứng hồng phía dưới đít ấy. cây cũng to khỏe xum xuê 300 một cây nhé những cái cây mận mà nó có trái to như này rồi ship đi nó sẽ bị rụng đấy cô chú anh chị ạ mận nó giòn lắm Thành ra là nếu mà ai muốn mua cái cây có trái rồi để cho đảm bảo ấy, thì em ship thôi chứ còn em không có đảm bảo là nó không rụng trái nha. Đợt trước cái đợt tuần trước cái cây rất là nhiều trái em ship đi đó thì cũng bị rụng mất một mẻ luôn, thành ra em cũng thấy rất là sót cho khách hàng. Vì thế nên là em cũng xin cân nhắc xin xin các cô các chú nào mà muốn mua những cái cây có trái to như này thì thì phải cân nhắc kỹ nha. Tại vì nó sẽ rụng hết vì cái, cái trái mận này cô chú anh chị nhìn này, nó bự như thế này này. Cái cây mận này đây dễ thương chưa 300 đồng một cây cây này là cây mận hồng sóc trăng nhà em dưỡng ở vườn nhà em được uh, hơn một năm rồi đấy mà nó phát triển mạnh nhỉ từ lúc ở trong nhà mà bê ra ngoài vườn đấy cái bé này là 300 bé này ship ok này bé này là chưa có thành thành trái có vài trái thôi còn lại là toàn bông không à thì ship không có rụng bông nha cây này ship ok đó còn bé này là mận xanh mận đường xanh ấy. có trái rồi mận đường xanh nữa luôn đợt này nhà nhà em là toàn cuộc thi <laughs> mận đường xanh à chứ còn mận đỏ thì hết mất rồi Đó, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ ikty thank you for watching bye bye